sao Triệu Vy ngã ngựa? Triệu Vy có nguy cơ bị xóa sổ khỏi tất cả các tác phẩm cô từng tham gia. Bạn bè trong giới đã âm thầm cắt đứt mọi liên hệ công khai mà họ từng có với cô. Lý do được cho là cô phải trả giá vì những sai lầm trong quá khứ. Chỉ trong tối 26 tháng 8, mọi tác phẩm mà Triệu Vy đóng góp vai trò quan trọng như là Hoàn Châu Cách Cách phần 1, phần 2, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Kinh Hoài Yên Vân, Mẹ Hổ Bố Mèo đều xóa tên cô khỏi danh sách diễn viên. Tên cô cũng không xuất hiện trên những nền tảng lớn như IQG, Tencent. Trên trang cá nhân của Triệu Vy cùng với những cái tên trong danh sách đen như là Hoắc Tôn, Trịnh Sảng hiện đều bị dừng hoạt động. Tin đồn phong sát Triệu Vy lan tràn với tốc độ chóng mặt, trong khi cụm từ Triệu Vy bị làm sao lọt vào top tìm kiếm nóng trên Weibo. Vào thời điểm vụ việc Triệu Vy gây đồn đại rầm rộ, một số người dùng mạng đã phát hiện ra rằng nữ nghệ sĩ Dương Tử và nam nghệ sĩ Huỳnh Hiểu Minh đã thay đổi cài đặt Weibo và để ẩn nhiều ảnh nội dung có liên quan đến Triệu Vy, kể cả những bài chia sẻ chúc mừng sinh nhật Triệu Vy đều bị ẩn hết. Đáng chú ý là Dương Tử vẫn thường tự nhận mình là fan nhí của Triệu Vy, gọi cô là thần tượng, trong khi Huỳnh Hiểu Minh là thanh mai trúc mã hơn một người bạn thân của Triệu Vy. Giờ đây, dưới sức ép của tình hình thực tế, họ buộc phải tìm cách tự bảo vệ mình để tránh lửa cháy lan đến chân. Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng, rất nhiều người từng ủng hộ tung hô Triệu Vy lần lượt tìm cách xóa dấu vết liên quan. Dương Mịch tối 26 tháng 8 đã lặng lẽ ẩn hoặc xóa ảnh từng chụp chung với Triệu Vy khi đóng phim Triệu Vy làm đạo diễn. Tìm kiếm trên Weibo của Dương Mịch, từ khóa Triệu Vy hiện không còn tìm thấy thông tin. Lý Băng Băng, ngôi sao lã làng của Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Cô và Triệu Vy từng cùng hàng loạt hoa đán thường tương tác với nhau trên mạng xã hội. Vào ngày sinh nhật của Triệu Vy, Lý Băng Băng luôn gửi lời chúc mừng, nhưng hiện tại người dùng mạng đã không thể tìm thấy lời chúc trên Weibo của Lý Băng Băng. Ảnh hai người chụp chung giờ cô cũng xóa sạch. Sự bay màu đầy bất ngờ và chóng vánh của Triệu Vy khiến nhiều người xôn xao. Đến giờ đa phần khán giả Trung Quốc cũng chưa hiểu vì sao Triệu Vy bị phạt như vậy. Vậy lý do gì Triệu Vy ngã ngựa hay bị phong sát? Có hai vấn đề hiện được nhiều người quan tâm bởi đó được cho là nguyên nhân chính khiến Triệu Vy bị phong sát. Nhiều ý kiến cho rằng Triệu Vy trả giá cho những sai lầm trong quá khứ, trong khi một số người khẳng định rằng Triệu Vy đơn thuần là một quân ca mà nhà nước Trung Quốc thanh trừng trong chiến dịch xử lý hàng loạt quân át chủ bài mà tư bản hậu thuẫn, thị trường giải trí siêu lợi nhuận là Trung Quốc. Những lỗi lầm trong quá khứ của Triệu Vy là yếu tố thứ nhất, nhưng chỉ được cho là yếu tố phụ gây ra scandal lần này. Vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Triệu Vy được nhắc lại đó là việc cô mặc váy hình quốc kỳ Nhật chụp ảnh trang bìa tạp chí Le Office China năm 2001. Do phương tiện truyền thông lúc đó còn kém phát triển, sự cố Triệu Vy mặc quân phục lần đầu không quá ồn ào. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, từ âm ỉ, scandal mới bùng nổ. Người dân Trung Quốc dậy lên cơn sóng dữ dội sục sôi, đòi cô đứng ra xin lỗi, rời khỏi showbiz. Khi Triệu Vy tham gia một chương trình, một người bất ngờ xông lên tạt nước tiểu vào cô, nói cô phải biến mất vĩnh viễn. Danh vọng của Triệu Vy rơi xuống đáy. Năm đó, người cứu Triệu Vy hoàn toàn không phải là người bình thường. Đó là Uông Vũ, một trong những tứ thiếu gia Bắc Kinh thời bấy giờ. Với sự giúp đỡ của người này, Triệu Vy dần vượt qua scandal lớn đầu tiên trong đời, dần phục hồi lại sự nghiệp của mình. Có tin đồn khi đó Triệu Vy dùng tiền và mối quan hệ trong thế giới showbiz để trả thù. Sau vụ vô ý bị mặc cờ Nhật, Triệu Vy hận Châu Tuyết, tổng biên tập Fashion, người đã đưa cho cô bộ đồng phục đó để chụp hình tạp chí. Bất chấp việc Châu Tuyết khi đó đang mang thai, Triệu Vy hành hung người phụ nữ này phải nhập viện. Vết nhơ thứ hai, thông tin chưa được xác thực nhưng bị rất nhiều người đào xới là việc Triệu Vy dùng tiền và mối quan hệ trong thế giới showbiz để chèn ép hãm hại người yếu thế hơn mình. Nhiều tin đồn cho hay vì bị một người phụ nữ tên là Bạn Tuế đánh bằng những bài vạch trần trên mạng xã hội, Triệu Vy cấu kết với ông chủ Baidu, trang tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc đại lục, tìm cách ngăn chặn đường làm ăn của Bạn Tuệ. Sau đó khiến người phụ nữ này khuynh ra bại sản, chồng chết bản thân người phụ nữ sang Australia sống nhưng tinh thần suy sụp phải vào trạng tâm thần. Trong cuộc phỏng vấn khi được hỏi bí mật lớn nhất từng giấu kín là gì, Triệu Vy khi ấy khiến nhiều người nghĩ cô đùa cợt khi trả lời: "Tôi đã giết người." Hiện tại câu nói này bị đào lại cùng nhiều đồn đoán. Yếu tố thứ hai khiến Triệu Vy ngã ngựa được coi là nguyên do cốt yếu. Theo nhiều phương tiện truyền thông đồn đoán là liên quan đến chỗ dựa lớn nhất của Triệu Vy và chồng cô trong lĩnh vực kinh doanh, tỷ phú Mã Vân, Jack Ma. Tuần trước, ông Chu Giang Dũng, bí thư thành ủy Hàng Châu đã bị điều tra với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật
Ông này là đồng minh thân cận của Jack Ma cũng như vợ chồng Triệu Vi, Huỳnh Hữu Long. Kể từ khi Triệu Vi kết hôn với tỷ phú Huỳnh Hữu Long và trở thành bà chủ Huỳnh, trọng tâm sự nghiệp của cô đã thay đổi. Cô không còn đơn thuần là diễn viên nữa. Trong những năm gần đây, Triệu Vi tập trung rót tiền vào các khoản đầu tư khác nhau và trở thành bạn tốt của các nhà tài chính kinh tế hàng đầu bao gồm Jack Ma. Khi này, việc đóng phim đã trở thành công việc bên lề của cô. Thậm chí, vào giới làm ăn, Triệu Vi và chồng có một quan hệ thân thiết với người sáng lập Alibaba. Năm 2016, Longway Media được thành lập với số vốn đăng ký là 2 triệu nhân dân tệ và Triệu Vi nắm tới 95%. Ngay sau đó, Longway đánh dấu sự hoạt động của mình bằng việc chi 2,58 tỷ nhân dân tệ để mua cổ phiếu Alibaba, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Alibaba Pictures. Vào tháng 4 năm 2015, giá cổ phiếu Alibaba Pictures tăng vọt, Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long kiếm được hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Longway lộ ra nhiều điều bất thường. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016, Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long có các sai phạm trong việc huy động vốn, khai khống giấy tờ ở công ty truyền thông Longway, sử dụng đòn bẩy tài chính, chuyển nhượng cổ phần, thành lập công ty ma. Từ đó, công ty này gây ra hiểu lầm nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, lũng đoạn thị trường. Sau sự việc, tháng 11 năm 2018, Sở Chứng khoán Thượng Hải cấm vợ chồng Triệu Vi cùng một số cộng sự không được phép giữ các chức vụ quản lý, giám sát của công ty lên sàn chứng khoán trong vòng 5 năm. Trên thực tế, việc Triệu Vi bị bay màu không diễn ra ngày 1, ngày 2. Từ vài tháng trước đó, nhiều tin đồn cho hay nữ diễn viên có thể sẽ bị điều tra. Một số người trên Don Ban đã đưa ra thông tin rằng tất cả các sản phẩm của Triệu Vi sẽ bị loại bỏ. Sự việc khi đi đến cùng sẽ gây ra một cơn chiến địa trong làng giải trí sau vụ Ngô Dược Phàm và Trịnh Sảng, nhưng lúc đó không mấy ai để ý. Trang tương tác của Triệu Vi và 210.000 người hâm mộ trên Weibo hiện đã bị block. Hiện tại, giới giải trí đã bắt đầu thảo luận về số phận của các tác phẩm mà Triệu Vi góp mặt. Theo QQ, Triệu Vi có thể đang bị điều tra kín giống như trường hợp của Băng Băng. Vài năm trước, cô có thể bị xếp vào danh sách nghệ sĩ chất lượng thấp giống như nhiều đàn em khác là Trương Chiết Hạn, Trịnh Sảng, Hoắc Tôn. Hiện tại, một số nguồn tin cho hay không ai liên lạc được với Triệu Vi, kể cả Vương Phi, người thân thiết nhất với cô nhiều năm nay. Dường như Triệu Vi có thể biết những rắc rối có thể đến với mình. Diễn viên vốn có liên kết với 14 công ty, tuy nhiên đã âm thầm rút khỏi quyền kiểm soát với phần lớn công ty này trong những ngày gần đây. Hiện có 8 công ty con của Triệu Vi còn tồn tại, trong đó có hãng phim văn hóa truyền hình Giao Giao Thượng Hải và 2 công ty khác cô đang nắm giữ 100% cổ phần. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Hoàng Tử Bắc Kinh do cô kiểm soát 70% vốn hiện cũng rút khỏi vai trò cổ đông của nhiều công ty. Triệu Vi là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, được biết đến qua nhiều bộ phim như là Hoàn Châu Cách Cách, Tịch Dượng Thiên Sứ, Tên Dòng Sông Ly Biệt. Triệu Vi gặp rồi yêu doanh nhân Huỳnh Hữu Long và kết hôn năm 2008. Năm 2010, Triệu Vi sinh con gái đầu lòng tại Singapore. Vợ chồng Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long được đánh giá là cặp đôi giàu nhất nhì giới giải trí Trung Quốc. Nhờ đầu tư nhiều lĩnh vực bất động sản, trang sức và rượu, họ có nhiều nhà đất sở hữu trang trại rượu ở vùng Saint-Emilion, miền Tây nước Pháp.